Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến Yamaha. Mình lấy cái biển số của dầm 15V3 của mình. Đây, giấy tờ mua bán xe đây. Ui. Đây. Đây là giấy biển bán xe. Ok. Đây. Xe mình mới đi được 109 km các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ hỏi xem là có biển của mình chưa. Chị ơi, cho em hỏi là em lấy cái biển của cái con xe R15 này. Em lấy cách đây 2 tuần. Phạm Quốc Hùng chị ơi, đây giấy mua bán xe của em đây. Hả? Xem cho mình có biển chưa? Cái bên này rất là nhiều xe các bạn. Bên này có một con TFX này các bạn này. TFX này. TFX nhưng mà giờ ok. TFX này nhưng bây giờ con này thay thành MT15 các bạn, MT15 đẹp hơn. Đây. Rồi ok. Rồi chị nhân viên đang gọi để chờ để mình lấy cái biển. Đây, và đây là biển của nó các bạn ạ. Đây mình vừa gắn biển xong. Ok. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé.